đồng hành với Hen trong một cái dự án khi mà Hen quay livestream. Hoa có mua một cái trang sức của Hen để ủng hộ cho một cái dự án lúc mà dịch bệnh Covid-19. Đó là một cái tình cảm rất là lớn và trân trọng. Hy vọng là Hoa sẽ luôn luôn nuôi dưỡng với những điều đó, và Hoa cứ luôn tự tin với hành trình của mình. Mình đang làm những điều gì đó rất là cố gắng và bản thân mình đã rất là hết mình rồi, và phía trước là những cái điều tuyệt vời đang chờ Hoa. Cảm ơn Hoa trong cái thời gian qua. Hen chúc cho Bùi Bình Hoa ở tại Miss Universe 2023 sẽ thật sự tỏa sáng, rạng danh và mang một vị trí thật là cao, thậm chí là vương miện cho Việt Nam nha em. Hoa ơi, chị biết là còn vài giờ nữa thôi là sẽ đến với chung kết của Miss Universe, và chị thật sự rất là mong chúc em sẽ thật tỏa sáng, thật tự tin, bản lĩnh trên sân khấu, và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, và hy vọng là em sẽ làm cho Việt Nam mình một lần nữa sẽ thật tỏa sáng trên đấu trường thế giới nha, và hy vọng là Việt Nam sẽ được gọi tên nhiều nhất có thể. Chúc mừng em đã cố gắng rất là nhiều và nỗ lực rất là nhiều đến ngày hôm nay, thật sự là một quyết tâm rất là lớn, và chị hy vọng tất cả những cái điều tốt đẹp sẽ nhất sẽ đến với em. Xin chào mọi người, ngày hôm nay thì Hoàng Yến vừa mới training cho Quỳnh Hoa một lớp phép xong, thì đối với Yến Hoa là một cô bé mà Yến và Hoa đã bén duyên với nhau từ trước khi Hoa đi thi siêu mẫu Việt Nam là 2018, thì cứ mỗi một cái dấu mốc của Hoa, mỗi một cái cuộc thi của Hoa, thì trước đó Hoa đều nhắn cho Yến là: cô chị Yến ơi, chị có rảnh không, chị training cho em để em chuẩn bị đi thi cái này đi cái kia. Thì với cái sự nhiệt tình và cầu thị của Hoa thì Hoàng Yến không bao giờ, hầu như Hoàng Yến không bao giờ có thể từ chối. Và với ngày hôm nay thì Hoàng Yến thấy là Hoa cũng đã dần cải thiện được những cái yếu điểm của mình trong việc catwalk, và hy vọng là trong chuyến đi sắp tới Hoa sẽ mang về được một thành tích rất là tốt, và ít nhất là Hoa cũng sẽ là một phiên bản tốt nhất của Hoa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Hoa trong thời gian vừa qua. Xin chào Bùi Quỳnh Hoa, hành trình đến với Miss Universe của em đã thành hiện thực. Điều của mình là bây giờ là tỏa sáng, tự tin và làm hết sức mình có thể để có thể hô vang hai tiếng Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Trang nhớ nhất khi làm việc với Hoa thì chắc chắn là những cái ngày gần cuối cùng trước khi Hoa sang El Salvador để thi, thì Hoa đã khóc, và chị mong là những cái giọt nước mắt đó sẽ giúp cho em có được cái tinh thần vững vàng hơn, chiến binh hơn, để mình có thể mang vinh quang về cho Việt Nam một lần nữa nhé. Chị Oanh chúc cho em sẽ thật là tự tin, bình tĩnh để thể hiện hết được những màu sắc riêng của mình, và đặc biệt là bản sắc của một cô gái Việt Nam rất là xinh đẹp, tự tin và bản lĩnh nha. Chúc em sẽ đạt được thành tích cao nhất, và chị tin là chặng đường phía trước trong tương lai Hoa sẽ còn làm được nhiều điều tuyệt vời hơn nữa cho tất cả mọi người. Hello chị Hoa, em mong là ở chặng đua nước rút này chị sẽ giữ được một tinh thần cũng như một sức khỏe thật là tốt để có thể tự tin thể hiện chính bản thân mình trên đấu trường quốc tế. Hãy luôn tin rằng mọi cố gắng của chúng ta sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Hãy thật sự tỏa sáng, mọi người sẽ luôn luôn theo dõi và ủng hộ chị. Chuẩn bị tới chung kết rồi, chị mong rằng em sẽ thật sự tự tin, bình tĩnh, tỏa sáng và cháy hết mình trên sân khấu của El Salvador trong Miss Universe 2023. Bùi Quỳnh Hoa, Việt Nam! Con gái cưng, bà ngoại nè, bà ngoại chúc cho con sẽ lên đỉnh, trên đỉnh luôn nha, chúc cho con như vậy nha. Cầu xin cho con nha, được quả như vậy. Nghe con. Cô chúc con luôn luôn tự tin và luôn luôn tỏa sáng trên sân khấu. Từ những ngày đầu cô ở bên con thì cô rất tự hào về con rất nhiều. Và cô cũng mong là hai tiếng Việt Nam vang lên rất nhiều trên sân khấu. Hoa ơi, nếu mà kỳ này em in top show á, thì không chỉ chị sẽ phục em, mà khán giả họ cũng sẽ rất là phục em. Cố lên Hoa nha! Tôi và cộng đồng người sống HIV xin chúc Bùi Quỳnh Hoa luôn luôn tự tin, bình tĩnh, tỏa sáng. Mong Bùi Quỳnh Hoa hãy mang những trải nghiệm mà chúng ta đã cùng làm việc với nhau, cùng đồng hành với nhau, cùng chia sẻ với nhau. Đó là những tư liệu, những chất liệu vô cùng quý để có thêm động lực, có thêm niềm tin để cùng hỗ trợ chúng tôi và chia sẻ đến bạn bè quốc tế. Một lần nữa xin chúc mừng và mong Bùi Quỳnh Hoa thật sự tỏa sáng trong đêm nay. Chúc em phát huy hết những khả năng còn tiềm ẩn, vượt qua mọi giới hạn, tỏa sáng rạng ngời trong đêm chung kết. Em hy vọng là chị Hoa có thể giữ vững được tinh thần, và không những là làm cho bọn em tự hào mà làm cho cả Việt Nam được tự hào về chị nha.
Cô là chị Hoa ơi. Chị Hoa ơi, em chờ ở chờ Huyền chờ. Em thấy chị rồi nhé. Mong chị là sẽ mang được cái thành tích xứng đáng và tốt nhất về cho Việt Nam năm nay nha. Cố lên chị Hoa ơi, fighting. Chúc chị có một hành trình thật tuyệt vời tại Miss Universe Bùi Quỳnh Hoa Việt Nam. Bố mẹ tại Hà Nội Việt Nam chúc con gái Bùi Quỳnh Hoa trong cuộc thi Miss Universe 2023 tại El Salvador thành công rực rỡ. Chúc con mạnh khỏe, tự tin và chiến thắng. Mẹ cũng chúc con gái Bùi Quỳnh Hoa của mẹ cuộc thi thành công rực rỡ. Cố lên! Cố gắng lên em nhé, cháy hết mình thật sự nha, love you! Chị Hoa, cố lên! We love Bùi Quỳnh Hoa! You go girl, Miss Universe Việt Nam Bùi Quỳnh Hoa! Và chúc cho em mọi người nhiều may mắn! Cố lên! Love you.